Bảo vệ
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Dạ cùng thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng chúng ta ngồi xuống nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 2 2023. Tại bên chùa mới bên đây chúng ta tổ chức lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Giờ này chư tăng ni hàng Phật tử rất là đông. Chúng ta tập trung về đây để lại 500 danh hiệu. Hôm nay chúng ta có thời gian học tập một chút để rồi xong rồi chúng ta lễ 500 danh hiệu. Đề học hôm nay đó là hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát để sống việc gì cũng tốt. A Di Đà Phật. Nhớ là chúng ta học cái hạnh nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát để áp dụng vào cuộc sống thì việc gì cũng tốt. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm cái hạnh của Ngài là hạnh lắng nghe quý vị. Dù là chúng sanh thương ghét gì Ngài cũng có cái hạnh lắng nghe và từ bi và khoan dung và tha thứ. Nếu mỗi một người tu chúng ta mà học được cái hạnh lắng nghe thì đặc biệt dữ lắm. Có khi chỉ cần ai khen mình cái là mình thấy vui, nhưng ai mà chê mình cái là mình thấy bực bội. Nên cái hạnh lắng nghe vậy thì không giống Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay mình về đây mình lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Không phải là mình lại mình cầu chuyện này chuyện kia tùm lum hết trơn đâu. Nhưng mà mình học được cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm để mình áp dụng vào cái cuộc sống của mình. Vậy thì tất cả việc của mình sống trong cuộc đời này tốt dữ lắm. Quý vị biết rằng là với cái nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm, nhiều chiều những đức nói rằng là tất cả những người tu tịnh độ, người muốn hoằng truyền pháp môn tịnh độ phải nương vào cái hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát. Thấy rất là rõ ràng từ đời của thầy Đại Đức Thích Giác Nhàn và những đức theo học, rõ ràng là cái duyên của thầy khi mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị thấy cái nhân duyên đặc biệt lắm, đông dữ lắm. Rồi người ta về bắt đầu là mình hướng dẫn người ta niệm Phật. Rồi ở đây cũng vậy, quý vị thấy không? Mà khi tổ chức lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày, 4 ngày cái gì, quý vị thấy người ta khắp nơi nơi người ta về người ta tu học mà. Sẵn cái duyên đó bắt đầu là mình đem cái pháp môn niệm Phật mình dạy cho người ta. Đây là cái việc rất là quan trọng. Tại vì sao? Quý vị nhìn Bồ Tát Quán Thế Âm đi, trên đỉnh đầu của Ngài là có hình Đức Phật A Di Đà. Nên những đức nói rằng là mỗi một người nào mà tín nguyện niệm Bồ Tát Quán Thế Âm là chắc chắn 100% những người này nhất định sẽ tu tịnh độ, chắc chắn luôn. Quý vị coi bây giờ dưới cái nhân duyên của mình làm sao có khả năng mà quy tụ con người mà đông gì không? Mà cái nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm mình chỉ cần tổ chức cái ngày lễ viết của Ngài là người ta khắp nơi nơi, dù là người tu nhiều tu ít gì, nhưng mà nghe nói đến lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là bắt đầu người ta đến rồi, đông. Nên mình nương vào cái duyên đó để mà mình hướng dẫn người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Giống như mà tặng tượng Phật nha quý vị. Ví dụ như những đức đặt 1.000 bộ tượng Phật đi, mà khi tặng là người ta thỉnh tượng Quan Âm nhiều lắm, chừa tượng Di Đà Thế Chí lại. Cái tiếp tục cái những đức đặt tượng Quan Âm nữa đắp vô
thì sao tặng nữa, người ta thỉnh tượng Quan Âm nữa. Quý vị coi lạ như vậy, người ta thờ Quan Âm Bồ Tát rất là nhiều quý vị. Thì mình biết rằng là chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này người ta thích cầu nguyện quý vị ơi. Người ta thích cầu tai qua nạn khỏi, người ta thích cầu chồng người ta bỏ rượu, bỏ ăn chơi, người ta thích cầu cho người ta có được chồng. Ví dụ như ví dụ những người mà quý vị coi, những người mà bây giờ 30 ba mấy tuổi bắt đầu là người ta cầu chồng. Nếu mà người ta không tu thì cầu chồng chứ làm sao? Khi đến người ta lại Quan Âm Bồ Tát, người ta lại xong người ta cầu cái gì? Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con, con lại được 500 danh hiệu hoặc 1500 danh hiệu. Xong rồi có một chàng công tử nào đến tìm con coi. Quý vị coi á, nghĩa là có nghĩa là trong cái cõi đời này người ta rất là thích cầu nguyện quý vị ơi. Nên người ta thỉnh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, người ta cầu tai qua nạn khỏi, cầu này cầu kia. Hoặc là bây giờ ví dụ như người ta đi biển, người ta đánh cá đó, mà lỡ người ta gặp mà sóng to gió lớn, người ta cũng cầu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát để mà cầu cho vượt qua cái tai nạn lần này. Ít có ai mà ta nói niệm Ai Di Đà Phật mà ta cầu mà sóng to gió lớn mà cầu thoát nạn lắm. Mà toàn là ta niệm Quan Âm để ta cầu nguyện tai qua nạn khỏi nghe. Thì vì mình biết rồi, ví dụ như Đức mà đặt 1000 bộ tượng mà toàn ta thỉnh tượng Quan Âm là nhiều, ta để tượng Di Đà Thế Chí lại, xong có tiếp tục đặt tượng Quan Âm nữa, cái lần này cái người ta thỉnh tượng Quan Âm nữa, để tượng Di Đà Thế Chí lại. Đó, thì quý vị biết rằng là cái hạnh nguyện Quan Âm Bồ Tát, cái duyên ở cõi Diêm Phù Đề này quá sâu dày, quá sâu dày rồi. Nên á, mình lấy từ hạnh nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát để đi vào đời, để độ chúng sanh, để cho tất cả những người mà cầu nguyện tai qua nạn khỏi này kia đó, người ta cầu từ từ người ta cầu giải thoát đi. Thật sự từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm á, Ngài không phải rằng là bây giờ thí dụ như mình té sông té giếng rồi, như Hòa Thượng nói á, bây giờ cầu Ngài gia hộ cho mình lội lên được. Thật sự cái đó cũng là cái từ bi của Ngài, nhưng mà đó là một phương tiện quá nhỏ để giúp một số việc nhỏ quá. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là Ngài muốn cứu mình làm sao mình đừng có té sông té giếng nữa, mà phải sanh về Cực Lạc mới không té sông té giếng nữa thôi. Chứ ngoài ra mà còn ở cõi này mà bữa nay gì mai khác rồi, nó cứ là lúc nay bữa nay vui mai buồn. Nó quý vị thấy công nhận không? Con người mình như là mưa nắng thất thường đó, vừa mới cười đó một chút là nhăn mặt đó, vừa mới cười hú hí đó nhưng mà ngày mai là có cái khổ. Hoặc là bây giờ mình đang cười gì tự nhiên gia đình điện thoại là nhà có chuyện gì cái khóc hu hu. Quý vị thấy nó liền đến với mình vậy đó. Nên ở cái cõi này là cái cõi khổ mà mình chỉ thoát cái khổ nhất thời, chứ không thể nào mà mình tránh được cái khổ. Nên từ bi như Bồ Tát Quán Thế Âm á, là Ngài để tượng Phật Di Đà trên đỉnh đầu của Ngài là muốn cho quý vị biết rằng quý vị quý trọng cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm danh hiệu của Ngài, thì quý vị phải tu tịnh độ niệm Ai Di Đà Phật. Nhớ phải niệm Ai Di Đà Phật. Khi cuối cuộc đời mình mà được Phật Ai Di Đà tiếp dẫn giảng sanh thì mình mới chấm dứt cái khổ của vô lượng kiếp. Nên tất cả những người cầu nguyện tai qua nạn khỏi, cầu này cầu kia, đối với hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm thì cũng đúng, không có sai, hiểu không? Nhưng mà nếu quý vị mà cầu sanh Cực Lạc thì tất cả những cái kiếp nạn trong cuộc đời này của quý vị cũng vượt qua nữa. Quý vị nhớ nè, tại vì cái tâm mà cầu sanh Cực Lạc đó là cái tâm giải nghiệp. Mà cái tâm đó là cái tâm dù cái nghiệp gì đến với mình cũng vui vẻ. Phải nhớ, Bồ Tát Quán Thế Âm thì có thể cứu mình thoát một số kiếp nạn, nhưng mà cái việc nghiệp chướng mình khi đến với mình rồi là mình phải chịu trả. Nếu như mà có những người mà thí dụ như mình nương vào cái nguyện của Ngài để mình cầu tai qua nạn khỏi không, mà là cái nạn của mình phải trả, mà mình không hiểu sâu sắc về định luật nhân quả, thì mình nói Quan Âm Bồ Tát ơi, bộ Ngài không từ bi sao? Con cầu nguyện quá trời luôn mà tại sao Ngài không giúp cho con tai qua nạn khỏi? Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng mày ác quá trời ác mà. Bây giờ mày ác quá trời ác mà mày làm ác, mày làm bao nhiêu tội lỗi. Bây giờ người ta bắt mày, người ta bỏ vô tù, lúc đó mày niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để mà mày kêu tao mở cửa tù cho mày ra. Không lẽ tao tiếp tay cho mấy thằng ác như mày, hiểu không? Nên từ nơi đó mình phải hiểu cái định luật nhân quả nghe quý vị. Nên mỗi một con người mình tu học mà nó không bị tác dụng phụ là ngay cái chỗ mình phải hiểu về nhân quả. Vậy thì mình tu học nó không có bị tác dụng phụ đâu. Nếu không mình quay là mình trách Phật Bồ Tát đó, quý vị ơi. Như có một cái cô này,
Cô đi làm từ thiện nhiều dữ lắm. Đi làm từ thiện quá trời luôn mà cô không có nghe pháp, cô không có tu. Đi làm từ thiện không à. Ở cuối cùng á, con của cổ không biết chạy xe làm sao, nó chạy tốc độ. Rồi nó đụng vô cái cây sao nó té, nó gãy cái chân. Bắt đầu là cổ đi làm từ thiện về, gia đình cổ tập trung chữ bà. Nói mày đi làm từ thiện tối ngày á, mà gì đó mày thấy không? Phật Bồ Tát cái giang hộ gì đâu. Con của mày á, nó chạy xe té gãy chân rồi kìa. Từ hôm nay mà đi làm từ thiện nó mày chết với tao. Thấy không? Nếu như mà bây giờ mà bả mà nghe pháp đồ, gia đình bả nghe pháp đồ thì nói lại một câu gì? Nhờ đi làm từ thiện tôi tu phước duyên mà nó gãy cái chân. Chứ nếu như mà không có tu thiện phước duyên gì chứ, có chừng nó gãy cổ. Nó chuyển từ gãy cổ qua gãy chân, quý vị nghĩ sao? Nó tội nặng báo nhẹ. Nó mình nhớ nè, thích đi làm từ thiện chỗ này chỗ kia, đi hộ trì tam bảo. Nhưng nếu quý vị không nghe pháp không tu là quý vị uổng dữ lắm á. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni trong 49 năm của ngài làm việc gì thuyết pháp không? Phải nghe pháp, mình phải hiểu định lực nhân quả. Rồi con người tu của mình tự nhiên nó mới mở thông được tâm trí. Còn nếu không là nó mê hoặc điên đảo. Cả đời của mình tu có khi nó cũng có kết quả nữa quý vị. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi mình về mình tu học, quý vị thấy như buổi này là buổi thứ tư rồi đúng không? Làm một ngày 4 buổi ít gì mình cũng học tập Phật pháp. Mình nghe rất là nhiều thứ để mình cởi mở tâm tư. Từ nơi đó mà mình về đây rõ ràng là có tu có học, có nghe rõ ràng hết trơn. Rồi được niệm Phật, rồi được phóng sanh, được cúng tế thực đầy đủ hết trơn. Rồi giờ này bắt đầu là cái giờ mà chúng ta lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nè. Như Đức nói chuyện chút. Bây giờ quý vị, mỗi một người mình ngồi ở đây mình suy nghĩ. Chúng ta ngồi ở đây ai cũng có cha có mẹ, còn sống hay đã mất, có người thân. Bây giờ sẵn dịp mình về đây mình dự cái lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Mỗi một người mình mạnh dạn phát cái nguyện, dù là có khi hồi đó tới giờ mình chưa lại lần nào, mới đi lần này lần đầu. Trong lòng mình nói rằng thôi lại được nhiều lại, chứ tôi nghe 500 danh hiệu tôi cũng dội với bà ơi bà. Đừng có phát cái nguyện gì, cứ mạnh dạn phát nguyện đi. Lại 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, cứ làm tới đi là được liền rồi quý vị. 100% luôn. Có một cái thằng trai này nó còn trẻ lắm nha. Nó gặp Như Đức nói nè: Thầy, công nhận hành nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm màu nhiệm lắm nghe thầy. Con đến á, lần đầu tiên con nghĩ xưa giờ con đâu có lại Phật Bồ Tát đâu, con lại dễ mà lại 500 danh hiệu thầy. Con đến rồi con thấy người ta lại đông quá, con nhào với con lại. Con là tự nhiên sao con lại sau lưng của cái bà già lưng tật còm xuống yếu xìu à. Bà đâu 80 mấy tuổi vậy thầy? Trong bụng con mừng mừng. Con nói nè: cái bà già này 80 mấy tuổi rồi, chắc bà lại dài lại bà ngồi mình ngồi theo. Thì mình sau lưng bà ngồi là mình ngồi. Bây giờ mình canh ngay bà nè. Bà ngồi tôi ngồi đó. Cái duyên này cũng đặc biệt, gặp ngay bà già thứ dữ, bà già cao thủ, hiểu chưa? Thì bà già lưng gồm gồm bên chùa mình, mà cái bà đẩy xe gùa á, 80 mấy tuổi đẩy xe gùa tối ngày, bà chở đồ bà đẩy vòng vòng chùa tối ngày vậy đó. Gặp ngay bà già cao thủ chùa 80 mấy tuổi. Thì thằng này nó canh ngay bả là bây giờ bà lại bao nhiêu tôi lại bao nhiêu, thử coi bà lại được nhiêu lại biết. Thì bả lại hoài, thằng này nó thở hào hển mà nó nói rằng: trời là trời, sao bả không ngồi xuống nghe. Bả lại hoài luôn, lại cuối cùng quý vị, lại hết dơn 500 danh hiệu nó lại được luôn quý vị. Thấy chưa? Nên nhớ nè, mỗi một người mình mà mình ngồi sau hay ngồi ngang cái người mà lại chung á, cũng hên xui lắm quý vị. Có thiệt luôn á. Khi mình hên rồi gặp cái người nó lại dữ quá, mình làm theo. Có khi mình gặp ngay cái tên lại, có mấy lại nó ngồi xuống mình ngồi theo. Kỳ cục vậy đó. Nên mình cái đặc biệt nhất là mình phát cái nguyện cho nó mạnh. Hiểu không? Chỉ cần phát cái nguyện mà thiệt là mạnh là mình lại được liền. Mình tin rằng mình lại được người ta, bao nhiêu bà già người ta còn lại được. Phụ nữ người ta còn lại được mà nam làm gì mình lại không được. Già người ta còn lại được mà làm gì mình trẻ mà lại không được. Hiểu không? Những Đức nói nghe, mình lại 500 danh hiệu xong, bắt đầu là mình tự tin liền. Bắt đầu là ngày mai mình qua Đại Tùng Lâm mình lại thêm 500 danh hiệu nữa. Rồi ngày mốt mình qua Hộ Pháp mình vớt thêm 500 danh hiệu nữa là 1500 danh hiệu. Mà trẻ mà mới đi lần đầu nghe, hoặc người mới đi lần đầu mà lại được một lần thôi,
Quý vị có một cái sự tự tin gì lạ lắm trong cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm ngộ lắm. Quý vị biết rằng nghe, cái hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm, ví dụ như người nào mà sợ ma đi, mình niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mình hết sợ ma. Nó lạ, tại vì cái hạnh nguyện của Ngài là như vậy. Có người nào mà không quyết đoán đi, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm có sự quyết đoán. Nó có nghĩa là người nào mà lừng chừng không có một cái sự mà làm việc giống như cái gì ra cái gì chứ, lại Bồ Tát Quán Thế Âm tự nhiên sao á, cái tâm của người mình nó có định hướng rõ ràng. Nên mình phải tin cái nguyện của Phật Bồ Tát. Tại vì cái tâm của mình có Phật Bồ Tát, mà niệm danh hiệu Phật Bồ Tát mà bên trong có bên ngoài có kết hợp, thì nó chuyển đổi cái tâm xấu của mình liền. Cái này là 100% là có đó. Nên mỗi một con người mình đi về đây, mình có cha có mẹ còn sống hay đã mất, bây giờ hôm nay mình đi đến đây, con phát nguyện, con lại Bồ Tát Quán Thế Âm, con cầu nguyện cho nếu cha mẹ con, ông bà con còn sống, thì con cầu an cho ông bà cha mẹ của con. Mình vừa mà có một cái tâm vậy là mình có phước liền vậy đó. Còn nếu như ông bà cha mẹ con đã mất rồi, thì con nguyện nương vào cái hội chúng này con lại để con cầu siêu cho ông bà cha mẹ con đã chết. Quý vị vừa phát một cái tâm vậy thì con người quý vị nó hừng hực cái tâm lên liền quý vị à. Lại hừng hực lên vậy đó. Quý vị coi cả ngày nay những đức hướng dẫn Phật tử tu, mà giờ này còn lên động viên quý vị quá trời luôn, đúng không? Mà viết rồi bây giờ những đức quen quý vị, những đức cảm giác cái cần cổ này, bây giờ những đức mới còn nghĩ nó khang tiếng nữa. Ngày xưa những đức còn nghĩ nó khang tiếng nha quý vị, bây giờ hết nghĩ à. Viết còn quen à. Bây giờ lên là cần cổ ầm 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 vậy đó, kệ. Rớt lụm gắn vô. Hiểu chưa? Mình phải tin như vậy đó. Thì cái tâm con người mình nó gan dữ lắm quý vị. Nói vậy con chút lại ầm ầm để quý vị thấy nè. Hiểu không? Nó nên á, mình lại làm sao mà cả chúng háo hức. Quý vị nhớ nha. Quay phim là hết trơn, trực tiếp nữa. Người ta khắp nơi nơi người ta lại chung với mình cũng đông lắm á quý vị ơi. Mình lại ở đây khắp nơi nơi người ta lại chung, có những người ta có một mình ta ở nhà mà giờ này ta nghe gì nè. Người ta phát cái nguyện liền á. Tại vì sao? Vì cái tâm mình mà mình còn khỏe, mình làm được, mình cố gắng, mình tu, phước tu duyên liền. Chứ bây giờ mà mình mà nói mình lê đê, ai giúp mình đây? Hiểu không? Nên nó đã phát cái nguyện đến đây là làm tới luôn, tu cho tới cùng luôn. Bây giờ đứa nít nhỏ xíu xíu ngồi đây mà cũng lại được cái này. Dụ như các con nhỏ xíu xíu gì nghe, mà lại nghe, mà người ta quay phim mà ngay các con mà người ta thấy cái là các con có phước lớn đó. Ta thấy tàu đứa nít nhỏ xíu xíu mà nó còn lại được. Thấy chưa? Mà đứa nít nhỏ xíu gì lại được, mấy người lớn ta tự tin thêm nữa. Hiểu không? Rồi có những người mà mình nhìn thấy thấy giống như thanh niên ăn chơi vậy đó, mà vô lại Quan Âm nghe. Nó, mấy người mà đi quay phim, đi quay mấy người đó đó, để cho mấy cái người mà ăn chơi xăm mình rồi vô lại Quan Âm. Vậy đó. Nên mình á, mỗi một người mình đi đến đây là nhờ cái đại chúng này nè. Nhờ cái đại chúng này nè mà mình làm được cái việc mà 500 danh hiệu này. Bữa nay bữa đầu tiên đó mà. Mới bữa đầu tiên mà, biết không? Nó... mà chuyến này có 3 ngày à. Hổm 4 ngày mà còn làm cái vẹo sống, mà nay 3 ngày ăn thua gì. Hiểu không? Vài bữa đi, có dịp nào ta lễ từng lễ quá theo Bồ Tát từng lễ cho mấy cô Phật tử khắp nơi lên đến lại. Hiểu không? Phát cái nguyện lễ từng. Lễ tới luôn thử coi nó làm sao. Hiểu không? Mình có cơ hội mình tu mà quý vị. Đó. Nên bây giờ những đức nói trong cái cuộc đời chúng ta nghe, tạo cái cầm theo được gì sao mình không tạo. Cái tu hành này cầm theo được nè. Còn cái mà gọi là tiền bạc bạc chắc mình tạo cho cố, mình không có cầm theo được đâu. Những đức nói 100% mỗi người chúng ta suy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà cái tu này mình cầm theo được nè. Cái tạo phước duyên thì mình cầm theo được. Bây giờ thật sự mà nói như cái bữa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà bữa thứ tư bên hộ pháp á, mới làm xong đưa lên mạng cái mình coi, mà cái lượng người ta lại gì đâu mà mình coi trong tivi mà tự nhiên người mình nó rợn ốc hết trời. Tại vì sao vậy? Cái lượng người gì đâu mà kinh khủng quá. Nó đông gì đâu quý vị ơi, gì đâu người ta kính mít luôn, mà cái sân bự từ chánh điện trên chánh điện dưới, rồi từ nguyên một cái sân mà vì nhìn người ta gì đâu mà trời. Những đức ngồi nhìn cái, như đức nói trời ơi, không có thể nào ngờ được. Bao giờ đâu mình nghĩ ngày xưa mình mới đi tu đi vô chùa, mình nghĩ là mình đứng mà ngay chân cái cổng chùa, mình mong thầy chủ trì cho mình ở là cũng mừng lắm mà.
Khi mà mình xuống Đại Tùng Lâm này, mình đứng ngay cái cây dầu, mình nói mình đến đây mình làm gì đây chợ. Mà không thể nào mà ngờ được quý vị, 8-9 năm nay mà bây giờ hình thành một cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà Nhân Đức nói cho quý vị nghe chứ. Nói câu quá đáng chứ từ xưa tới giờ quý vị chưa thấy cái pháp hội nào mà thù thắng đến mức gì. Nhân Đức nói thiệt luôn. Lúc trước thì thầy tổ chức rất là đông chứ không phải là ít. Nhưng mà do gì, một là cái hoàn cảnh quay phim quý vị nó không có một cái sân như vậy. Quý vị bây giờ quý vị coi cái sân của bên Hộ Pháp và cái chùa mới này nè. Quý vị coi khi lễ Bồ Tát Quán Thế Âm xong quý vị về quý vị coi lại đi. Ồ, cái lượng con người gì đó mà kinh khủng thì quý vị mà coi gì đâu mà người ta lại răng vậy đó. Tại vì cái môn lễ Quan Âm này Nhẫn Đức làm như nó háo hức quý vị. Lễ dữ quá. Không, Nhẫn Đức là cái dạng là xem mạng mình bỏ đó quý vị. Nhẫn Đức nói bảo đảm quý vị mà lại Bồ Tát Quán Thế Âm chung mà đố mà quý vị thấy ông thầy nào mà lại Nhẫn Đức luôn. Quý vị đi coi hết đi. Nhân Đức nói không phải gì quá đáng, Nhân Đức gạo qua hết trơn quý vị. Nhân Đức đi coi hết tất cả các môn lễ, đi xem hết trên mạng, ai mà chỉ cần nói lễ Quan Âm là Nhân Đức bấm vô Nhân Đức coi liền. Coi có mình lụm lặt những cái gì hay mình kết hợp quý vị. Thì Nhân Đức thấy là đa phần là lễ vừa vừa thôi. Chứ không có thể nào mà lễ mà la lối như mình đâu quý vị ơi. Mình là cái dạng nó là thật sự mà nói cái dạng không sợ chết. Thật sự mà nói háo hức mà lễ vậy đâu mà cái Phật tử chùa mình cũng lễ thế mà ghê. Ôi trời, la bà nào bà nấy mà nhắm mắt nhắm mũi bà la kinh lắm, bởi vì nó làm cho háo hức mới 4 ngày được. Chứ Nhân Đức nói quý vị nghe mà chầm chầm là bỏ cuộc liền đó quý vị ơi. Chầm là cao lắm, 2 ngày là dữ lắm mà. Nhân Đức nói bây giờ nếu như mình nói lễ sợ mệt á, 2 ngày là nghỉ rồi, nó ngán chết được luôn. Mà cái thời gian lễ mà nó không phù hợp cũng bỏ cuộc nữa quý vị. Thời gian lễ mà không phù hợp cũng bỏ cuộc. Nên quý chú kiếm cái đồng hồ để đây giùm Nhân Đức, người ta thân Đức không biết mấy giờ nha. Nên từ nơi đó mình lễ mà nó háo hức vậy đó quý vị. Như vậy đó nghe mà nó càng lễ càng khỏe nha quý vị. Nếu như mà Nhân Đức lên mình Đức lên từ từ là đuối đó, chứ không phải giỡn đâu nghe. Cái kiểu mà lên mà nhật tâm đảnh lễ rớt đó quý vị, rớt liền đó, không có giỡn đâu. Mình mà cái gì ví dụ như bây giờ lễ mà gì cái gì mới lễ được nè. Nhật tâm đảnh lễ nam mô trừ khí bưng, thấy không? Có nghĩa là vì biết rằng là mình lễ như vậy nên nó rút thời gian, nó làm người háo hức lên quý vị. Còn nếu như những đức mà nhật tâm đảnh lễ nam mô trừ khí bên, quý vị biết rằng là làm cho người ta nó kéo dài, quý vị nó mệt mỏi, quý vị biết không? Nên cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát này nè, quý vị nhớ nè, có cái cô kia cô chia sẻ như Đức hay, cô nói rằng thầy ơi, khi mà thầy lại mấy cái danh hiệu mà ví dụ như nhất tâm đảnh lễ nam mô trừ khí bên, tự nhiên con nghe danh hiệu này cái tự nhiên con phát nguyện, con cầu nguyện cái chúng sanh trừ được những cái gọi là mà hơ độc địa đồ này kia. Trong danh hiệu Quan Âm quý vị nghe rõ ràng luôn mà. Danh hiệu trừ bệnh, trừ này trừ kia, đồ giải bệnh, giải nghiệp đồ, có đầy đủ ở trong đó chứ quý vị ơi. Nên khi mình lại Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi một cái lại đó mình có cái nguyện mình cầu nguyện cho chúng sanh. Nhân Đức nói quý vị nghe, quý vị kinh nghiệm đi. Khi mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà có những công đoạn quý vị mệt nha. Mệt, con người phàm phu mà nó mệt chứ. Có khi nó cũng muốn say sẩm quý vị. Nhưng mà quý vị vừa mới hơi mệt quý vị phát cái nguyện rằng Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho con, để con có sức khỏe, con lễ hết chân năm trong danh hiệu. Cái lúc đó quý vị nghe, quý vị vừa nguyện diện cái nghe quý vị, là 2-3 cái lại cuối cùng là kết. Nhưng chúng 2-3 cái lại tiếp tục á, trời nó hừng hực lên lạ dữ lắm quý vị ơi. Nhận Đức nói đây là 100%, quý vị phải tin đó. Và mỗi khi mà trong lòng của mình nó ngao ngán, lại có những lúc nó ngán nghe quý vị, nó mệt, nó ngán. Quý vị nói trong lòng Quan Âm Bồ Tát gia hộ con đừng có ngán, con phát cái tâm mạnh mẽ lên cái, vừa nguyện một cái là hừng hực lên liền à. Đó, nên đây là cái việc mà mình phải tin. Đây như Đức lại nè, lại là những Đức gặp những trường hợp có khi mà mình tự nhiên mình mệt lắm quý vị. Có khi lễ mà mệt mà nó muốn nhủi cái đầu luôn á trời. Tại vì Đức lại những Đức khơm nhìn á, nhìn mấy cái dòng chữ khơm vậy nè, rồi nó đang mệt sẵn cái đầu nó nặng hơn cái mông, cái đầu nó muốn nhủi xuống luôn quý vị ơi.
Đây là nói thiệt 100%. Có khi như Đức đang lễ, Đức đứng mà Đức nhủi đầu luôn đó quý vị. Lễ nó vẫn bị chón dáng, nó mệt chứ sao không mệt được quý vị. Cái tay này cầm micro, cái miệng nó sướng nó la cái đó. Rồi quỳ xuống, rồi xong nó đánh một cái keng lại xuống còn hơn là cuốc đất nữa. Tại vì phải nhanh hơn quý vị, để cái sau gõ thêm cái nữa quý vị biết không. Nên từ nơi đó mà những Đức có khi nó mệt, nó chón dáng quý vị. Nhưng mà nhờ cái nguyện Quan Âm Bồ Tát thấy mình giống như là mình cũng vì chúng sanh, mình làm cái chương trình này, Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ quý vị. Chứ những Đức nói sức người mình làm có được đâu. Những Đức thấy rằng là mình làm này là vượt trội à. Như bị hởm mà 4 ngày trời ơi, 16 buổi thuyết pháp, mà một buổi chia sẻ Phật pháp 1.5 tiếng đồng hồ nó ít đâu chàng. Rồi tu chung quý vị niệm Phật luôn, phóng sanh cúng đĩa thực luôn là tính cả 2.5 tiếng. Vậy là một ngày mà 4 lần như vậy, 3 lần vậy là quý vị tính đi bao nhiêu tiếng của người ta. Rồi tối này là ít gì nó cũng phải nằm 3 tiếng mấy mới xong hết. Hết chương trình luôn là khoảng 3 tiếng mấy. Quý vị biết một ngày làm việc vậy mà suốt 4 ngày liền mà làm được, quý vị nghĩ phải nguyện Quan Âm Bồ Tát gia hộ không? Không phải phàm phu mình làm được đâu. Nó thiệt á. Mà làm nhiều lần rồi tự nhiên cái tâm mình nó mạnh lắm, vì nó phát nguyện mạnh lắm. Nên quý vị Phật tử mà về đây mà quý vị lại Quan Âm Bồ Tát, những Đức khuyên quý vị vô lại hết đi. Dù là quý vị đi lần đầu, giống như đi đến đây coi có pháp hội này làm sao, nhưng những Đức khuyên quý vị vô lại hết đi. Nó thù thắng dữ lắm. Thí dụ như lỡ quý vị quá mệt, quý vị có ngồi ở trong cái pháp hội này nó vẫn thù thắng. Đừng có đi vòng vòng bên ngoài, đừng có lủi lủi bên ngoài chiên ngoài đó, không có đặc biệt bằng ở trong đây đâu. Trong đây nè mới đặc biệt nè. Đi vô khu vực này nè, thật sự mà nói thù thắng dữ lắm. Trời, tại vì mỗi một con người người ta niệm Quan Âm, tự nhiên người ta phát cái nguyện, người ta niệm lên niệm lên niệm lên, mình ngồi trong đó cái tâm từ bi nó phát lên á. Bây giờ ở đâu có khi mà một danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà có khi niệm tự nhiên cảm ứng cái mình muốn rơi nước mắt. Có cảm ứng mà. Đây là 100% luôn. Có khi những Đức đang lại nóng lắm nha quý vị, tự nhiên trong lòng những Đức nói Quán Thế Âm Bồ Tát ơi con nóng quá trời nóng. Nói gì cái tự nhiên có ngọn gió thổi tới liền đó quý vị. Đây là 100% luôn á. Đó, có mà. Tại vì sao mình làm việc cho Bồ Tát Quán Thế Âm mà mình lại khuyên người ta niệm A Di Đà là đúng nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. À, nên mình mà làm việc cho Phật pháp quý vị phải tin. Tin 100% quý vị phải làm cho bằng được. Nên mỗi một con người mình về đây mình lại Bồ Tát Quán Thế Âm á, mấy ngày mình nghe chia sẻ Phật pháp rồi con người mình tự nhiên nó bình định cái tâm lại. Tự nhiên có khi có những người ta đi đến đây người ta dự lễ xong ta về người ta đổi tính tình luôn quý vị. Người hư người ta sửa thành người tốt luôn. Đó. Nên á, từ nơi đó mà những Đức á, thấy rằng là những cái pháp hội này quá thù thắng à. Và cái duyên này những Đức cũng á, cảm ơn chư tăng ni và hàng Phật tử khắp nơi nơi. Quý vị về đây quý vị kết hợp nó thành hình cái pháp hội đặc biệt gì. Chứ nếu như những Đức tổ chức mà ngồi le que dưới có 3 đứa nít thì thôi rồi sống luôn. Có 3 đứa nít à. Thì lúc đó quý vị nói thôi 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 đi vô ngủ đi con. Thầy cho mình vô ngủ con ơi. Hiểu không? Có 3 đứa nít mà giờ quý vị coi lễ nổi nó lễ. Nhưng mà bây giờ mình tổ chức cái chương trình lên người ta về ào ào gì. Mà giờ này các đoàn xe người ta đang về nữa thấy chưa. Nên mình nói chuyện chút tí để cho những đoàn xe người ta về người ta được lại chung. Nó nên quý vị biết rằng á. Nên cái tâm mình như vậy đó, chứ không phải là mình gấp gáp cái gì. Tại vì mình còn tới 2 ngày nữa mà gấp gáp cái gì. Thấy không? Một chút mình lễ chừng 2 tiếng mấy là xong. Bây giờ là quy trình của mình lễ 2 tiếng mấy à. Nó giống như lễ tốc độ. Lễ tốc độ. Càng lễ càng hứng, nó tốc độ nó hù hù lên vậy đó. À, lễ mai mốt mà ông thầy ông bay. Mấy cô Phật tử đó thần ông thầy ông lễ ông bay mất tiêu quý vị ơi. Hiểu không? Lễ vậy đâu mà càng lễ càng tốc độ quý vị. Càng lễ đi vào tốc độ. Thì biết vì sao không? Vì cái danh hiệu Quan Âm Bồ Tát á, cái danh hiệu như Đức đọc để viết như Đức thuộc. Viết như Đức thuộc quý vị. Hồi xưa thì không có thuộc. Đọc nó lẹo lử hoài vậy đó. Bây giờ thuộc đọc ào ào vậy đó, dụ như Nhất Tâm Thanh Lễ Nam Mô Trừ Lị Bừng. Thấy không? Thuộc rồi đọc. Nó đọc queo 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 vậy đó nên mau. Chứ hồi xưa chưa có thuộc đọc chậm lắm. Đó. Nên bây giờ á, cái môn lễ Bồ Tát Quán Thế Âm hởm những Đức á, cũng vừa thu hình lại. Chuyến này 1.500 với thật sự như Đức cũng lễ được 2.000 rồi đó. À, lễ 2.000 rồi đó. Mới về hởm như Đức lễ, mới lễ 500 danh hiệu nè, cách mấy tuần này nè. Chùa mình lễ như Đức có thu hình nè. Cái bữa thu âm, bữa cuối cùng như Đức thu hình luôn. 2 tiếng 20 phút. Nó thu hình trong chúng trong chùa lễ quá trời luôn.
lấy được 500 danh hiệu rồi. Bữa nay 1.500 nó là được 2.000 rồi đó, tôi được 2.000 rồi đó nghe. Đó, chuyến này mà lễ được 3 ngày này là 2.000, nghe không? Cho nên quý vị về đây á, nhiệt tình hết mình. À, vì ông bà cha mẹ mình có khi chết chưa siêu thoát nữa. Thôi chúng ta cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình luôn. Nên chân thật phát cái tâm dũng mãnh lên để mà mình lễ trọn vẹn chuyến đi của mình 1.500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nghe quý vị. À, rồi khi lễ xong rồi, thí dụ chư Tăng Ni ở trên chánh điện trên á, quý Phật tử nào chúng ta muốn cúng dường chư Tăng Ni đi lên trên, mình cúng dường chư Tăng Ni, chư Tăng Ni về đây cũng kết hợp được cái pháp hội của mình. Quý vị thấy có Tăng Ni rồi thấy không, rồi có cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đầy đủ hết trơn, rồi là bốn chúng đệ tử đồng tu đầy đủ hết. Nên bây giờ người xuất gia mà quý vị bây giờ nghĩ đi, bây giờ xuất gia tu cũng phải ăn chứ, không lẽ không ăn? Như những đức không ăn đặng chết queo, ngày nay những đức ăn 3 buổi rồi đó, chứ bây giờ mình nếu không có tiền lấy gì ăn, hiểu không? Nên mình cúng dường chư Tăng Ni là đúng, để chư Tăng Ni có cuộc sống để tu, hiểu không? Nó còn mình á, những đức nêu lên vậy thôi, thì quý vị ai có điều kiện mình xong chương trình á, mình cúng dường chư Tăng Ni bổ ích lòng nhiều. Còn những đức thì cũng bỏ bao thư bé bỏng cho mình làm nhiều chương trình, quý vị ơi, hiểu không? Nên từ nơi đó mà mỗi cái một chút gì kết hợp kết duyên. Nên mỗi một người về đây nên thành tâm thành ý phát nguyện, con sẽ lễ hết 500 danh hiệu đêm nay trước nhất đi, lễ tới cùng nha. Đó, bây giờ chuẩn bị nè, bắt đầu tất cả Phật tử khắp nơi nơi bắt đầu vô vị trí nè. Mình vô bên trong nè, mép bên đây nè, mép bên chỗ cái tay trái những đức ngồi nhìn xuống nè, còn trống nè. Nó bây giờ quý vị coi á, dẫn chỉ Phật tử nghe đi qua mép đây ngồi nghe cho ổn định nghe. Rồi bây giờ bữa nói chuyện hôm nay tới đây thôi quý vị. Chúc quý vị ai có sức khỏe lễ hết 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta vừa đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, giờ này chúng ta làm lễ phóng sanh ha. Nương vào hạnh nguyện từ bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, dù mệt mỏi cỡ nào cũng mong cho chúng sanh được giải thoát. Từ nơi đó mà khi thả chúng sanh đi rồi, chúng ta sẽ thoải mái và an lạc dữ lắm. Nên là bây giờ chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để tất cả những chúng sanh này khi thả ra nên ở gần ngôi Tam Bảo, nghe danh hiệu Phật và hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc nha. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật đi thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước đi ra ngoài kiếm nước nôi đồ uống nha quý vị. Nhớ đừng có tắm nha, mồ hôi mình quá đổ nhiều. Để khao gáo mồ hôi đi. Chúng ta xuống nhà bếp nè, ở dưới nhà bếp có gì đem ra ăn hết nè nghe. Đãi cho những vị Bồ Tát này ăn nghe. Rồi chúc quý vị tối nay ngủ ngon nghe.
Sáng mai chúng ta sẽ gặp ngay chánh điện Đại Tùng Lâm nha. Rồi, chào quý vị. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô.